Rồi kêu bé Hằng ha, kêu bé Hằng khoái rồi đó. Khoái rồi đó. Cho nên chị theo dõi em rất là nhiều, mà em có can đảm đi giúp những người vô gia cư là chị thấy chị rất là phục em luôn đó. Rồi sao mà em tìm được cái này hay vậy, giúp cái... cho thì chị biết không, khi mà mình cũng đi làm chương trình giúp này riết rồi mình cũng nó mệt mỏi, cái mình nói thôi bây giờ lớp thì mệt mỏi, cái tự nhiên mình cũng tìm bột collagen mình uống. Giống như em là em đi bộ nhiều, hồi trước em nhức, em đau, em mệt mỏi quải mà em sợ già thì em uống collagen. Mà chị biết khi em uống nhiều loại collagen nước ngọt ngọt kia kìa, em uống lâu lắm em không thấy gì chứ. Cái em mới đi tìm được một cái sản phẩm collagen này nè, thiệt đó. Khi mà em uống thì em cũng có ý định là để bán rồi. Rồi em uống thử, em uống thử trong vòng phải 2 tháng, em thấy nó work nhiều thứ của em. Thì em bắt đầu mới nhận nó bán, là hiện tại bây giờ em là làm đại lý độc quyền cho cái sản phẩm này nha. Là chỉ có Hằng Kali bán thôi. Còn nếu mà trên mạng tầm bậy tầm bạ, chị nhớ đừng có vô Facebook gì, nó giả tên em dữ lắm ở trỏng nha. Đừng có vô, chị nghe em nói mà. Đừng có vô Facebook gì bán. Em không có phải bán ở trên Facebook, em chỉ bán bằng số điện thoại của em thôi. Mà nó lấy hình em, nó lấy phim em, nó cắt giọng nói em, nó ghép lại từng chữ. Thay vì em kêu là đừng có lên đó thì nó kêu là lên đó, là nó cắt giọng nói của em, nó ghép chữ này qua chữ kia á chị. Trời đất ơi, dễ sợ lắm. Bây giờ ở trên mạng nó lừa gạt nhiều quá cho nên chị sợ, chị đâu dám. Đúng rồi, nó cắt giọng nói giống y mình nói liền nhau vậy. Đá xoay nói khi bây giờ mà lời nói người ta mà nói trên mạng mà nó cắt nó ghép được hết trơn chị. Thí dụ mình không có nói câu đó, mình đang nói cái câu đó nhưng nó cắt cái câu mình nói xấu về cái chuyện gì, thí dụ vậy đi, cái nó ghép cái đoạn xấu nó vô cái trường hợp mà mình đang muốn nói. Trời, nó làm mà tới em coi trên cái Facebook mà em coi nó ghép, nó kêu chính miệng em kêu mua trên cái trang đó chị. Trời ơi em tức, mà em ngồi mình tức mà mình không biết phải làm gì được nó. Thôi kệ đi thằng ơi, nên mình làm gì là ông trời ông biết thì đó mình không sao mà. Mà nó gạt được nhiều người chị, khi mà nhiều người người ta coi trong YouTube em rồi đó, người ta gọi lại em, người ta nói order bộ có trên Facebook của Hằng tại sao Hằng không giao, rồi tại sao này kia. Nói trời ơi, mấy chị vô YouTube của em, mấy chị coi đi, có em nói cái gì ở trên đó. Còn mấy chị mua là mấy chị bị lừa gạt, sao mấy chị la em kỳ vậy. Nói tại vì hình của Hằng, phim của Hằng, nói mấy chị phải biết trang mạng xã hội bây giờ họ có thể cắt ghép được tất cả cái gì họ nói. Một lời nói của mình nói cái này họ ghép vô cái kia đó, giống cái em bán bột mà khi nó ghép em mới biết. Em nói trời ơi trời ơi. Cho nên là bà con cô bác làm ơn làm phước á, phải gọi đúng Hằng đó, số điện thoại của Hằng mới được gọi, phải nói chuyện được với Hằng tham mua thiệt. Bởi vì đợt trước đó thì chị nhắn tên em thôi. Dạ. Nhưng mà nhắn vô số phone của em thì chị biết là số phone thì an toàn rồi. 100%. Dạ. Cho nên bây giờ là coi như nó work, chị nói chuyện với em. Dạ. Chia sẻ luôn. Gọi lại cho chị. Dạ, chia sẻ luôn. Thôi giờ nói chung là em mừng chị work rồi đó. Đó, thêm một người khách mà nói quớt như vậy là em mừng cho một người khách đã được giảm bệnh nữa. Đúng rồi. Chị sẽ gửi cái địa chỉ của con gái cho em. Dạ. Xong rồi chị gọi nó kêu nó trả bằng Venmo qua cho em nha. Dạ đúng rồi. Ok em chị. Em có cần tên luôn không? Kêu tên luôn chị, gửi qua địa chỉ phải tên rồi địa chỉ luôn nha. Dạ, ok. Rồi, okay chị, để em nghe phone bán cái. Dạ dạ, bye chị. Dạ. Hello. Hello, cô Hằng. Rồi ai gọi vậy? Dạ, bữa hôm thì gọi cô vợ không? Dặn cô thứ năm ngày mai á. Là thứ năm ngày mai là gì cô? Cô tới nhà mua bột á hả? Cô cứ tới mua đi, có bột cho cô nha. Không, không phải, để chấp cho hỏi nói giống như là bố làm sẵn cho tôi là 20 hôm. Dạ. Bữa hôm tôi dặn cô Hằng á. Dạ dạ, rồi làm sẵn là cái đó cô để đem đi về Việt Nam phải không? Ok rồi mua đây, làm sẵn lại lấy 20 hộp ha. Bạn bè nó gọi mới. Ồ, bạn bè nó dặn nó nhờ mua giùm luôn ha. Wow, vậy là con sẽ lấy cái thùng, rồi con để vô trong cái thùng 20 hộp. Có hàng gì sao không? Nó tới tại gia tới nó hỏi rồi em hỏi thì chị uống có hàng đi rồi anh thấy chị có hàng đồ bỏ cô lên mạng mà chị uống nó sao rồi, tôi uống là bây giờ là bao hộp rồi mà tay chân tôi cũng
đâu không giúp gì hết. Trời ơi, thấy không? Rồi, khỏe lắm. Khỏe lắm, dạ. Rồi cái người ta học theo, người ta mua. Dạ, tôi mà nói giống như chứ bây giờ tấm TV là cũng khá nhiều lắm, mà họ không tin, mà nói cho anh thấy chị tên mạng á. Đúng rồi. Để họ chị cho chắc chắn. Đúng rồi, phải mua đúng qua cửa hàng nha. Mấy cô, mấy chị đừng có đi lên trên Facebook gì mua nha. Nó gạt. Nó lấy hình của Hằng, nó lấy cái gì phim của Hằng tùm lum á, rồi nó đăng nó gạt người ta quá trời luôn. Cẩn thận giùm ơn giùm. Dạ. Dạ. Nó dặn với một người 5 hộp, 3 hộp, 2. Wow. Đi làm phước luôn ha. Cái đó làm phước luôn. Tổng cộng là 20 hộp luôn. Dạ, rồi, ok, để hồi Hằng sẽ kiếm cái thùng, Hằng soạn sẵn 20 hộp. Dạ. Có Hằng được một hôm tôi dặn cô đó, đợi ngày mai tôi cắt rồi mạ đôi lên cho cô á. Ồ, dễ nhớ rồi. Cô nói là cắt gơ má cho Hằng rồi, cảm ơn cô. Có sẵn một xén đồ rèn á. Ok, đem về xay ra xin tố uống, sẵn một miếng để chồng luôn. À, rồi. Sẵn một miếng để về Vũ phải chồng ra má giùm nghe Vũ. À, ra má hả? có nạm rau răm để chồng luôn. Không tại vì cắt cho đòn thôi, mà những cô lặt cho đòn ăn thôi để cộng á. Dạ dạ, lấy cộng ghim cho nó ra rễ rồi chồng luôn. Tại vì cái rắn tới miệng đưa bằng tới hại ăn rồi cho rắn chị tâm ở đâu mà nó thơm lắm, thơm những cái rắn Việt Nam vậy. Ồ, thơm vậy ăn mới ngon đó. Dạ. Hằng thích rau găm. Thơm một cái lắm. Thích rau dắp cá. Đó. Thích rau găm, thích rau dắp cá. Dạ mà, chứ cô thích tâm bầu không? Không ai chồng. Nếu mà ở nhà ai chịu chồng thì Hằng xin chồng, còn bây giờ là Hằng không có rảnh để chồng. Rồi. Mai mốt đi, khi nào Hằng có chồng Hằng xin cô ha. Ok thôi, có gì khi nào mà tôi bầu tôi ra tải thì bị ổi ra tải thì Thanh Long ra tải thì tôi hại thì tôi tặng cho cô. Rồi, tặng lại bột cô lại trình luôn. Cái hỏi cho quên cô ha. Dạ. Ông thuộc mà thoa mặt cái nơi cô bạn ông bao nhiêu? Thì bây giờ nếu thoa là căn bản là thoa cái chai tế bào gốc nhau thai, 168 đô. 168 đô. Dạ, cái đó thoa đẹp đó, cung cấp tế bào gốc của da. Phải rửa mặt cho sạch rồi thoa nó vô. Dạ. Dạ. Để nó tổng cộng là bao nhiêu tiền? Nhưng mà cô muốn luôn cái chai tế bào gốc nhau thai hả? Dạ không, để tôi tại cái bạn như gọi hỏi. Dạ muốn ha. Muốn bột thôi là nhiêu tiền đó phải không? Dạ dạ. Rồi bây giờ để Hằng nhân liền. Để coi 20 hộp bột làm liền tại chỗ. Coi Phan chờ nha, để bấm cái máy tính lên. 68 nhân cho 20 là bằng 1360. 1360. 1360. Ok, ok. Rồi, vậy ha, để gọi Hằng soạn sẵn cho. Dạ đúng, bữa nay mới nấu canh rau mùng tơi ăn mà còn nhắc cái cô nó gờ chuẩn bị cho rau má thì có rau má nấu canh nữa. ok cô. Dạ. Con có mấy người bạn á, nó họ tới là nói em hỏi chị lên nhà có Hằng rồi, lại gặp có Hằng chưa? có chó Hằng gặp không có dám vô. Ok, nếu mà ngày mai mà có Hằng nhà thì Hằng ra Hằng gặp. Rồi. Dạ. Rồi ngày mai nếu có Hằng ở nhà Hằng ra Hằng gặp cô ha. Rồi, ok cô, dạ bye cô, dạ. Đó, trời đất ơi, khách gọi tới đó, khách đã mua uống xong là tốt, không nó đầy thiệt đó mọi người. Toàn là những người nói thiệt 100%, thấy không? Đây bột collagen nguyên chất của Hằng Kali. Phải gọi đúng Hằng Kali để mua nha. 408-206-1934. Gọi đúng Hằng Kali để mua. 408-206-1934. Để được mua đúng hũ bột collagen nguyên chất 100% của Hằng Kali. Nhớ nha mọi người, nguyên chất 100% bột collagen này được làm tại Mỹ nha. Được làm tại Mỹ nha. Được chiết xuất từ da con cá tuyết hay là cá pollock, được đánh bắt ở vùng biển Alaska. 100% nguyên chất luôn. Nó cung cấp chất nhờn cho các khớp xương, that's why rất tốt. Khi mà những người lớn tuổi uống ngủ khỏe, không uể oải trong người nè. Tại vì collagen làm trẻ mà,
thì tuổi trẻ đâu bao giờ thấy mệt đúng không? Thì khi uống bột collagen này vô, nó tốt cho khớp xương, nó cung cấp chất nhờn cho khớp xương nè, rồi nó làm cho da mình căng bóng mịn màng nè, nó làm cho tóc mình mọc dày tóc nè, rồi ngăn ngừa rụng tóc nè, cho nên rất nhiều thứ tốt trong cơ thể của mình. Nó hép cho mắt nữa nè, nó giúp cho mắt mình không bị khô nè, hay là nó giúp cho về đường ruột nữa nè, rồi hay là giúp cho các chị em phụ nữ mình trong thời kỳ mãn kinh nè. Cái này thật 100%, nếu ai chị em phụ nữ thời kỳ lỡ đã mãn kinh rồi thì uống đi, còn ai chưa có mãn kinh thì cũng nhớ uống để giữ thời kỳ kinh nguyệt và níu kéo cái tuổi xuân của mình nha. Thường thường mấy chị em phụ nữ mình tuổi 30 là đã mất bao nhiêu trong cái lượng collagen, thì tuổi 30 là mình bắt đầu hãy nạp collagen, hãy uống collagen nha mọi người nhớ, tại vì cái collagen là rất là quan trọng trong cơ thể của mình, tại vì collagen nó làm mình trẻ, nó làm mình trẻ. Thường thường người ta đi ăn các loại da, da gà, da vịt hay là da giò heo, tất cả đó là đều để có collagen. Nhưng mà ở đây ở Mỹ đâu có ai ăn vậy hoài, mình sẽ máu nhiễm mỡ, mình đột quỵ, mình chết. Cho nên tại sao người ta mới làm ra bột collagen cho mình uống? Bột collagen là khi người ta lược ra những chất mỡ, chất béo rồi, người ta lấy, người ta làm thành cái chất collagen thôi, thì 100% là collagen nguyên chất, chỉ có 68 đô. Cho nên rất nhiều loại collagen trên thị trường thì nhiều người đã nói rồi, không phải riêng Hằng nói, tất cả ai ở Mỹ cũng đều uống bột collagen qua hết, uống nước collagen hết. Nhưng khi uống ở đâu mới là đúng chỗ. Ở đây mình không phải nói là mình bán hàng cho mình luôn quảng cáo cho mình, thì đương nhiên ai cũng vậy, nhưng ở đây là kiểm chứng của những người khách, tại vì khi khách uống tốt, khách đều gọi lại Hằng giống nhau và đặt hàng đó, chứ người ta đâu có nịnh mình để người ta gọi lại, người ta nói ô hàng của mày tốt quá, tao mua thêm giùm cho mày, không có ai khùng như vậy hết đó ha. Cho nên là những cô chú anh chị em nào mình chưa bao giờ uống thử bột collagen của Hằng, hãy gọi đúng số của Hằng Cali 408-206-1934, hãy gọi đúng Hằng Cali để được mua hũ bột collagen nguyên chất 100%. Nhớ nha mọi người, phải gọi đúng Hằng nha. Còn quý cô chú anh chị em mình đừng có bao giờ lên các website ở trên mạng, giống như trang Facebook nó đang lấy hình của Hằng, lấy phim của Hằng để nó tạo ra những cái bán những cái sản phẩm giả, thậm chí nó bán ma luôn, bán mà không có giao luôn. Cho nên là tất cả cô chú anh chị em mình hãy cảnh giác tuyệt đối 100%. Ok, một lần nữa Hằng xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị em mình rất là nhiều đã luôn luôn ủng hộ Hằng Cali, và Hằng luôn chúc cho tất cả cô chú anh chị em uống được cái một cái sản phẩm bột collagen của Hằng sẽ được wow, uống chưa hết một hũ mà nó khỏe. Trời ơi. Mà chị ngủ vậy chị không có thấy mệt gì hết trơn á. Dạ. Bữa chị ngủ vậy hả, là em biết không, chị không có muốn vậy luôn. Người mình đó quẻ quải. Nó quẻ quải. Dạ đúng rồi. Nếu chúng đi làm nail nữa về cái người của chị nó mệt đã luôn. Chị ơi, tại vì cái này collagen nguyên chất thì nó giống như là nó làm, nó nạp vô cho mình á, nó có tác dụng nhanh á, thì nó làm cho mình thấy khỏe rõ luôn à. Dạ. Chị uống hả, chị thấy khỏe rõ luôn. Dạ dạ, không, cái này thật. Cái bữa mà chị gái chị nói chị không có tin đâu. Dạ. Ồ, vậy là chị của chị uống trước rồi hả? Chị uống trước rồi. Mà chị không tin. Chị không có tin, chị nói trời, bà làm giống như cúc tiên á. Đó, đó, thấy không? Bà khỏe liền vậy, bà kêu không, mày không có tin tao thì mày cứ uống thử hai hũ đi, rồi nếu mà mày thấy khỏe thì mày uống nữa, mà không khỏe thì mày ngưng. Dạ đúng mà rồi. Chị uống chưa hết hũ nữa, chị uống chưa hết hũ nữa mà chị khỏe. Khỏe người ngủ dậy á, mình giống như mình không có ẻ ỏi, mình giống mình đi làm đó. Đúng rồi. Mình sáng mình ngủ dậy mình cứ lăn qua lăn lại không muốn dậy luôn, nhưng mà dạ, đúng bữa nay hả, trời ơi nó khỏe cho người. Đúng rồi. Nó không có thức dậy, nó không có mệt mỏi, không có quể quải chị. Dạ. Đúng rồi. Dạ. Trời ơi, cái chị nói, ôi trời ơi, tốt quá. Chị nói, thôi uống chưa hết hũ, hình như là còn 2 ngày nữa là mới hết hũ. Trời ơi, chưa hết hũ mà thấy không, có 68 đô à. Nhưng mà đó là chị uống một lần uống 2 2 muỗng. Ở trong đây có muỗng, một lần uống 2 muỗng chị, trong cái hộp. Dạ. Nhưng mà chị thấy khỏe thiệt. Thôi, trời ơi, thấy chưa, bây giờ tin chưa? Tin rồi. Chị gửi cái memo y chang giống như không. Dạ dạ, bây giờ chị dạ chị nhắn qua là mua 5 hộp đó đi, em làm cái to cho chị rồi cái chị gửi memo. Em
Em nhưng mà đừng có ký nhận, em cứ thả trước cửa. Ok, rồi chị nhắn, chị ghi cái nốt là chị nói khỏi cần ký nhận luôn, để em làm to em ghi như vậy ha, cho người giao hàng người ta biết không ký. Đúng rồi. Okay, chị bỏ trước cửa nhà đi, nhà rồi. Chị không có ai vô hết không sao. Rồi rồi, ok chị. Ok, thank you em. Rồi ok, thank you chị. Chị gửi em một qua nha. Dạ, ok chị. Ok, thank you em. Bye chị. Dạ. Trời đất ơi, đó khách nữa, thấy không mọi người? Khách uống thuốc gọi nữa, đang đặt thêm giờ báo đó, tin không tin, xong rồi uống rồi tin. Trời ơi, hắn nói thiệt, có 68 đô, tại nó nguyên chất 100%. Uống vô á, mấy người mệt mỏi quể quải, uống thử đi, uống hết hộp đi rồi biết liền. Hắn nói thiệt, hắn làm việc dữ dội lắm, ghê lắm, mà hắn không có cái bột này, hắn nghĩ là hắn không có sức đó, làm việc ít có ăn lắm. Hắn á, buổi sáng uống ly cà phê sữa nóng, xong buổi trưa ăn có một tô cereal với sữa, rồi xong chiều 5 giờ là ăn cơm, rồi ăn một cử vậy thôi, ăn một cử cơm đó thôi là cho tới tối. Bây giờ bắt đầu nhịn không ăn, để cho mình uống cái bột tối này, uống cái bột đi ngủ rồi khỏe re. Cái này là thiệt luôn, cho nên là ai mà chưa thử cứ thử 2 hộp đi, rồi để biết là nói dốc hay nói thiệt đó ha. Đông quá. Hello cô chú đây. Rồi thầy Quân bữa nay đòi đi theo cô Hằng đi suối. Rồi ba của Quân là anh Minh ở phía sau. Hôm nay Hằng đi suối, đi phát ba cái quần áo, rồi có đồ ăn, còn cái gì đi phát cái đó. Hôm ngày cũng lâu rồi không có đi suối. Rồi mấy ông ở suối thì kim. Bữa nay trời nắng nóng quá trời quá đất luôn nè. Trời quá đất luôn. Trời bữa nay là nắng rồi, vào mùa hè rồi. Tại vì ba cái quần áo ở ngoài sau nhà kho của Hằng nó nhiều quá, mà sủa nhà đó rồi cái dọn ra, cho nên là bây giờ là phải đi phát dần dần để cho nó hết ba cái quần, ba cái áo cũ của người ta thảy tới. Chứ để hoài rồi cái bữa nay thôi đi, bây giờ cũng là mùa hè. Cho nên cái thằng nhóc thằng Quân này nó chưa đi học đó, nãy rồi đi của Hằng nó thôi đừng đi, nó nói nó muốn đi. ở nhà chán quá, nó muốn đi. Ok cho đi. Còn anh Minh á thì đang chờ nè, học bằng lái xe nè, rồi vẫn đi làm xô đồ này kia các thứ, cũng đang chờ thẻ xanh cũng này kia nọ, cũng phải đang chờ giấy tờ về thì mới bắt đầu đi làm được đó. Rồi phải học bằng lái xe nè, phải thi bằng lái xe nè đó. Nói chung ở Mỹ thì cái gì cũng phải là học lại từ đầu, qua là làm lại từ đầu hết trơn. Mà trước mắt là phải biết lái cái chiếc xe trước, rồi á mới muốn làm gì đó làm. Tại vì không có biết lái xe thì là mình không có thể nào đi làm gì được hết, tại không có ai chở mình đi. Cho nên là phải học lái xe, trước mắt là phải học lái xe. Rồi hôm nay học tới đâu rồi, thuộc được nhiêu câu hỏi rồi? Hết rồi. Thuộc hết rồi đó. Bây giờ đi thi được chưa? Thì đã chắc đòi thẻ xanh nó mới cho thi hoàn rồi. Phải có thẻ xanh thì chờ thẻ xanh về, phải không? Dạ. Thì cái gì cũng phải chờ thẻ xanh hết trơn đó, đang chờ cái thẻ xanh về. Đi gửi tiền phải đòi thẻ xanh hả? Đi gửi tiền rồi đòi thẻ xanh, đi bỏ tiền vô ngân hàng hả? Dạ. Đi suối á, lâu quá trời không có đi xuống suối. Ông Hoàng đồ này kia, ông Tiến và Kiếm như có người ta gửi tiền cho ông mía. Đi kiếm đặng trao tiền, rồi đi lần đi xuống vậy á, cho tiền, không cho quần áo, cho đồ ăn đó. Trong bà hàng xuống là gì không, cho tiền đâu có nhiều, cái 10 đồng vậy đó, mà xuống cái tào lao đồ đó mấy ổng khoái lắm, nói chuyện tào lao đồ vui á, mấy ổng khoái thôi đó, đi với hai cha con của ông Quân. Đó, đòi đi theo đi suối ha, đó đòi đi theo đi suối cho biết người ta, cho biết người ta nha, cho biết suối là gì ha,
lâu nay coi qua màn ảnh không phải không, chưa có thực tế mà tự nhiên coi qua màn ảnh mà bây giờ lại được thực tế đi với bà thằng Cali xuống suối luôn. Trời ơi nó kỳ diệu quá ha. Kỳ diệu quá không ngờ ha. Ủa Quân có đội nón không vậy? Có hả? Nó đòi đi theo, nó đòi đi theo để trải nghiệm coi cuộc sống homeless ở Mỹ. Cuộc sống homeless ở Mỹ. Bữa nào cô Hằng nấu cơm rồi cho đi phát cơm. Đi phát cơm nữa. Đi phát cơm vui lắm. Đi phát cơm vui lắm. Kéo đi rồi cái phát. Bữa nào rảnh cô Hằng nấu cơm. Nắng chang chang luôn trời. Nóng hơn Việt Nam không? Không. Không à. Mát hơn nhiều ha. Mát hơn nhiều. Nhưng mà chưa đâu con, vài bữa nữa. Nhưng mà một năm như vậy nó có nóng dữ dội luôn. Bằng Việt Nam là chừng 4-5 ngày ở đây á. Vậy thôi, còn hơn nó nóng vừa vừa như vậy nè. Nó nóng mà có gió mát nè. Còn Việt Nam nóng nhưng mà nó hầm, nó gít. Còn ở đây nóng nhưng mà nó khô. Mà vừa buổi chiều xuống là có gió mát rồi. Thì một năm như vậy có một mùa mấy tháng. Trong mấy tháng đó nó có chừng mấy ngày nóng dữ dội. Là hiện tại ở vùng xăng xa vậy đó chứ không có nóng nhiều. Ít lắm. Nên cái mát nó dễ chịu nữa. Đây bố hoa ăn cái gì? Ở đây hả? Ở đây là dưới suối đó con. Đây là giống như một cái khu gần công viên của đất của nhà nước vậy đó. Rồi người vô gia cư người ta ở. Hả? Ờ kìa thấy rồi đó. Ờ thấy liều rồi đó. Thấy rồi đó. Kìa thấy rồi đó. Sóc, ừ. Sóc. Ở đây là mấy con sóc nhiều lắm. Đó kìa. Hả? Biết là mấy người dân cư nguy hiểm. Đâu nguy hiểm gì đâu. Nguy hiểm gì đâu. Cô Hằng đi xuống đây, cô Hằng đi mình cũng bình thường mà. Đi ban đêm mà khi có công có việc gì cô Hằng chạy xuống, cô Hằng cũng không đâu có sợ đâu. Người Việt mình không, người ta mình đi giúp người ta bảo vệ mình lắm. Đâu có gì nguy hiểm đâu. Thấy không? Thấy trời, thấy nhà không? Đó, kìa, thấy. Thấy không? Thấy chưa? Trời đó. Trời vậy đó. Quá trời, bữa nay nóng trời trời luôn. Thấy kìa. Đó, coi kìa, thấy không? Vòng vòng ở dưới nhiều lắm. Hello. Mấy ông đâu hết rồi? Hả? Nắng quá đi nghỉ mát hết trơn rồi gì ơi. Đi đâu mất hết rồi? Bữa nay cái trời này của ai đây? Cái trời này không biết bữa nay của ai đây không biết nữa. Ông Tiến rồi đã mất tiêu trơn rồi. Em vòng qua đây coi. Nó mất hết trơn rồi. Đó phải không? Thấy mỗi nhà cũng cũng không? Tuần nào vậy? Ông Hùng đây hả? Trời ơi, chịu nổi không? Thằng Hùng giờ ra tù rồi cứ xuống đây miết gì nè. Đi mua trong kia rồi, chưa về đây đâu. Rồi còn ông là bây giờ sao nghe ông đi chỗ này chỗ kia đã rồi rốt cuộc cũng về quải cái bị ở dưới suối vậy? Chứ quải bị, chứ quải bị chứ là... Ủa rồi ông Tiến về qua đây hả? Tiến nợ đó, lèo đó. Rồi cái này của ai vậy? Cái này của anh Quân. Cái này để ngồi chơi nè. Ngồi, ngồi chơi vậy đó hả? Trời gió mất, trời nóng. Gió nó mất hả? Rồi. Rồi ông ngồi xuống đi rồi ông lỉ gửi tiền nè. Ờ ông Tiến đưa bán tôi cây thuốc đi, đi xuống dưới họ có tôi chia cho mà ông tôi hết thuốc lá. Rồi, rồi. Ông cái gì? Cái gì? Ông Hoàng ông kêu chị trả đây, tiền rồi đó. Trả tiền gì? Thấy chưa? Tối ngày đó báo đời tôi. Khui ra luôn giùm đi để bỏ vô vỏ. Khui ra bỏ vô vỏ đi Quân để ngồi đi đen phát cho mấy chú. Đen cũng được.
Khui ra. À, khui ra từng gói bỏ vô đó. Nhiêu vậy? 20. Ủa vậy là ông gà, ông cho ông Hoàng 20 cái gì? Ông bán cho ông Hoàng hả? Ông đợi chị xuống đưa tiền luôn đó. Ba ơi, má ơi. Mà ổng cũng vậy. Vậy hả? Nè cầm đi ông Minh. Đó nha. Chốn đi rồi cũng gặp lại. Ai chốn? Chốn đi. Chốn ai? Chốn mấy người đó. Mấy người nào vậy? Chốn mấy người qua. Linda thấy Linda chửi nữa. Ủa Linda làm gì quản lý anh vậy? Chửi hoài mà. Ủa mà sao nó quản lý cái gì anh? Nó nói rằng sao để người ta quay phim hoài mà. Ủa vậy hả? Đây nè, nghe anh Lý nói nặng Linda có bà con với anh không? À, cháu. Cháu gì? Đấy. Cháu hồi nào? Cháu ngăn không? Thấy không? Nó làm gì nó quản lý cuộc đời anh? Vậy sao nó không đem anh về? Nè, 20 đồng thuốc lá. Nó rồi nó quản lý cuộc đời anh, tại sao nó không đem anh về? Rồi. Ông Hoàng gì nữa ông nội? Thấy chưa, đòi tiền thấy chưa? Tiền thuốc lá bán cho ông Hoàng nhiêu? Ai biết đâu, ông mua nè, ông mua gì cho 10 đồng rồi. Có 10 đồng thôi hả? Ba ơi, tôi cho ổng chứ đâu, tôi đâu có thiếu nợ ổng đâu mà tối trời ngày đòi tôi kỳ vậy. Khoan, đây lại rồi ông ngồi xuống. Thấy không? Ta nói thấy không? Bây giờ Mr. Mía đó ở với bà Hằng mấy năm trời nuôi ổng. No, xong okay, rồi á, ổng tào lao, ổng đi nghe lời ta khùng điên. Thấy không? Rồi bây giờ thấy nè. Nè, giờ thấy không? Người dân nước lã ở Việt Nam qua 4 người tôi nuôi luôn rồi, thấy không? Còn ông á thì nghe lời người ta để tầm bậy tầm bạ. Thấy không? Để tầm bậy tầm bạ nghe lời người ta rồi đi ra đường. Đó. Về Đà Nẵng là rồi, áo quần Đà Nẵng. Về Đà Nẵng rồi, ai đem về? Ai đem về Đà Nẵng? Rồi nè, bây giờ ông Lý ông cho 50 nè. Rồi gọi điện thoại nói chuyện với ông Lý ha. Nè, 40. Rồi 50. Rồi con Linda nó nói vậy sao nó không đem anh nó về để nó nuôi. 50 hả? Đồng này á, cảm ơn của anh Lý. Hai vợ chồng con Lý. Lý. Ừ. Và Châu. Lý với Châu phải không? Rồi. Rồi bây giờ gọi nói chuyện với ông Lý nghe, bữa hổm ông Lý không kể tôi mắc cười quá trời luôn. Kể gì ơi? Ông kể ông nói chuyện gì với ổng á? Đâu có gì đâu. Ông nói là ông nói là xin xin không đó. Phải à, xin Hằng à, muốn xin lỗi Hằng để quay về trong cuộc đời ai không có lầm lỗi đúng không? Đúng rồi hả? Rồi chính miệng ông nói sao? Thì trong cuộc đời ai cũng lầm lỗi nhưng mà đều là muốn xin ở lại nhưng mà rút cục đi qua đây rồi cũng trở về lại đây. Rồi bây giờ đó, bây giờ thí dụ rồi tôi cho sao? Ông ở lại cái bọn kia nó ra nó cho ông uống chai bia, cầm mà đừng có lắc lại. Uống chai bia cái bắt đầu nó kêu nói bậy vô, cái nói tiếp rồi sao? Không nói. Thấy không? Nó cho uống chai bia nó kêu nói bậy là nói liền. Bây có không, chai bia là nói bây liền. Bây giờ không nói. Làm sao nói? Nếu mà interview mình không nói, mình nín thanh hoài thì họ cũng quê chứ đúng không? Khôn ha, nói nó biết khôn quá. Chị họ quay phim vậy, chị chừng mình không nói họ hỏi mình. Cầm hùa rồi là làm sao? Cầm hùa là họ nghĩ nói. Đó, cầm hùa là anh Lý hả? Họ nói. Ủa chị Châu hả? Ờ, chị Châu làm, ok. Ủa, số anh Lý số mấy vậy ta? Số anh Lý 916. Lý Huỳnh, đúng rồi. Hôm nay ngày Tết. Lý Huỳnh, Tết gì? Bữa nay ngày gì mà ngày Tết? Không có, ngày mùa hè nóng quá. Mùa hè gió Nam Lào nó nóng. Nóng tục chưa? Trời luôn. Rồi cái liều của ông đó phải không? Liều kia kìa đó, hai ủa, cái. Ủa, cái này của ai vậy? Hai cái đó, cái đó. Cái này đó. Của anh Long hả? Ờ, cũng Long. Đó, cái đó là cũng có người ngủ rồi đó mà không biết túi ai vô ngủ không biết sống lại ra thì bồ ông chứ ai không có hạnh chứ không phải là con. Rồi chắc ổng đi làm rồi không có bắt điện thoại nha. Rồi ổng có bắt điện thoại đó thì rồi á ổng bữa đó ổng gửi cho Hằng 50, ổng kêu là gặp mía đưa giùm. Bữa kia mía nó có nói chuyện với Lý rồi, nó nói cũng tội lắm. Nó nói là để nếu như Hằng cho nó xin lỗi Hằng trong cuộc đời ai lại không có lầm lỗi. Cái ông nói trời ơi cha ơi nó xin lỗi. Ổng xin lỗi xong cái ai dụ ổng cho con chai bia quất vô kêu nó bậy nói tiếp nữa chết con. Phải không biết. Đó rồi, giận cho con chai bia là nói hả? Không, mình uống bia mà làm sao nói. Bởi vì này không cho bia mới nói hả? Không cho bia mới nói bậy tại vì Hằng không cho uống bia. Ở đây có uống bia nè, ở đây có mua bia gì uống xong mà uống vừa đủ rồi trút vô trong chài ngủ. Vô trong đó ngủ vừa tối rồi uống xong nó vừa đủ cái độ rồi bây giờ ở hôm lén là vừa ý ví dụ nhất là không tắm
Tại ở nhà kêu tắm là một lần là kêu tắm là chữ lộn, không có tắm. Mà bây giờ hôm lát là đâu cần tắm, thành ra vừa ý nhất là không cần tắm. Ông không có nghiện hút. Đó. Hút thuốc lá rồi. Thuốc lá với tửng tửng vậy đó. Có tửng tửng không? Nếu mà hút kiến là chết nữa. Trời nóng nè, hút kiến là còn chết nữa. Lên lên mây luôn. À, bay mà đi đi xiển liễn nó không có ai lo nữa, phiền lắm, cho nên mà đời của mình phải biết cho bản thân của mình bớt đi chứ không. Đúng rồi, biết nghĩ gì tốt. Nhưng mà không có nghe lời tụi tầm bậy tầm bạ nữa, để cho chúng ghét biết không, phải để cho chúng thương mình. Còn tụi bậy nó xúi lên nói bậy nó bạ không à, giúp cái gì đâu. Đó, nó xúi nói bậy nói bạ để cho chúng ghét vậy đó. Đúng rồi đó. Có nhiều người xúi mình nói bậy nói bạ cho người ta ghét mình. Cho người ta ghét, thành ra là phải nghe lời là đừng có nói ai xúi bậy mới nói nữa. Mình phải biết phân biệt người nào tốt, tốt là lo cho mình cái gì mới tốt. Còn nó giả bộ nó rước về nhà nó cho ở 5-3 bữa, cái nó dụ làm tà le cái này cái kia cái nọ phá cái xong nó thả ra mà xuống cho ở, cái đó không phải giúp mình, biết không? Phải biết phân biệt mà dặn. Ủa, biết như vậy ngoại Hùng kêu lo cho Hùng nè. Thì Hùng giờ đó, thấy không? Làm cái liền cứ lỡ ngoài đường không à, đem nó về nhà rồi nó hút rồi nó quậy, ai mà chịu nổi, nó không dám đem về nhà rồi đủ trò hết trơn rồi. Nhưng mà mới gian ngày là hết nổi rồi cái tiền này. Gửi tiền này làm gì? Để dành mua xôi ăn. Mua xôi. Mà hôm nay thì ổng lâu lâu mà ổng cứ muốn uống bia. Đừng nói là mua bia uống nha, có tiền mua bia uống rồi đúng, y chang luôn. Nó mua bia rồi. Lắc quá, gì nè. Ông ngồi mỏi chân đúng rồi, đâu buông tay cái nó buông gì được rồi đó. Rồi, buông đi. Mới qua luôn á. Việt Nam mới qua luôn rồi. Không có thân nhân bà con gì, để gì đi. Rồi đó, thấy không? Tôi cũng cu mang 4 người lần á. Người thì muốn về Việt Nam, người thì muốn qua Mỹ. Như vậy thì mình thay đổi cái đời sống thử của có ai hơn ở Mỹ sướng hơn. Cái ba lô này có gì trong đây? Áo quần thôi chứ có gì đâu. Ba lô này có áo quần thôi. Mấy cái áo Việt Nam ngày xưa còn yên. Nói đi chị. Mình muốn đi một cô lịch trình đâu không vậy? Rồi được, chị text message vô số điện thoại này của Hằng nha. Text vô số điện thoại, tên của chị tên gì, địa chỉ ở đâu và muốn mua mấy hộp ha. Bỏ tiền vô đó. Ok. Rồi chị cứ chị cho thông tin đi rồi Hằng mấy làm order rồi Hằng gọi lại chị. Có cái phone này là mà phone chết rồi. Ok chị. Rồi ok. Bye. Rồi. Ủa cái cục chạc dự phòng hả? Ủa có cục chạc dự phòng bằng solar hả? Ai mua cho vậy? Mấy người kia cho. Rồi mấy bộ đồ trong đó quải tới cầm sinh sống luôn vậy đó. Quải hùa áo quần thấy áo chưa? Cái áo này mỗi lần nhà con tới giờ nè. Còn yếm nó đâu có hả? Giữ nguyên vậy đó. Đồ này đồ Việt Nam cho nè, họ đi Việt Nam mỗi thứ ba giặt đồ ngoài á. Mới giặt đem vô á. Chứ mà giữ để mặc. Nhưng mà trời nãy nó muốn mặc quần đùi mà sợ quá. Sợ cái gì? Chân mình nhỏ quá sợ. Sợ chuột cắn. Sợ chuột nó chung vô nó cắn phải không? Đúng rồi. Chứ áo quần không có gì đâu. Thiệt tình. Nó nói vậy đó. Áo quần với giấy tờ này, giấy tờ nằm đây nè, thấy không? Giấy tờ nằm đây không? Bỏ trong vali, mỗi lần đi là phải xách cái vali đi chứ đâu để nhà. Tự nhiên cái bằng quốc tịch đâu giờ đem quải về đây. Ở đây luôn. Tại sao tôi cất á, tới khi đi cái mấy bà kia đó tào lao dễ sợ. Thí dụ giấy quốc tịch hay là bắt bo Hằng giữ đó thì ổng có đi đâu cũng giữ đó. Mấy bà kia lại phải dẫn ổng lại, nó đòi lấy giấy tờ lại. Trời, làm như tôi là ông. Tôi là người cu mang ổng bao nhiêu bao lâu hả? Mà nhiều người hại ổng á, giống như chị Linh gì đó đem lại dắt ổng đòi phải lấy bằng quốc tịch. Ủa vậy chị Linh có giữ không được không? Cũng thả không đi ra được. Rồi bây giờ giấy tờ lỡ mà mất cái ai đi làm? Có phải cũng khỏe kiếm Hằng để báo không? Nó nói nhiều người họ toàn là họ ganh tị trong một cái gì đó rồi họ làm những cái hại những người như thế này, hại những người vô gia cư như thế này. Thiệt. Chứ phải mà cuộc đời họ, mình ai giúp được thì tốt. Mà nếu thật lòng khi mà mình muốn giúp họ, mình đem hết cả cái lòng mình ra, mình có thể làm được, giúp cho họ được, mình giúp. Chứ đừng vì một cái gì ganh tị gì đó rồi mình làm cái xong cái mình bỏ người ta lần chừng giữa được. Giống như ông mía đang ở nhà hàng ngon lành vậy à. Thì lâu lâu cũng thích uống bia, ông đi ra đường uống bia. Cái ông đi uống bia xong ông quải ở ngoài đường uống bia, cái bà Linh em thợp ông về cái bắt đầu làm này làm kia được chừng tháng, cái giục ông ra đường, cái cho người khác thợp về suối quay lên mạng chửi bới Hằng tùm lum, suối ổng hết, dạy ổng nói tầm bậy tầm bạ, xong rồi đi thưa Hằng đồ tùm lum đi tòa. Ủa tòa nào mà xử
mất công mình thôi, mất công hàng đi thôi, chứ tòa nào mà xử kỳ vậy. Hỏi mấy chị lớn đầu hết trơn rồi, mấy chị có con cái hết rồi, mấy chị, cho nên mình phải sống như thế nào mình để lại cái đức cho con. Bây giờ mình không giúp được những người như thế này, người ta giúp ổng đang có cuộc sống yên lành. Nếu mấy chị không quậy, ông Mía hiện nay vẫn ở trong nhà hàng, ông Mía vẫn có cuộc sống yên lành. Mấy chị lợi dụng ổng có tâm thần chút, mấy chị nói sao ổng hiểu cũng nghe vậy à, mà khi gặp Hằng thì ổng lại nói theo Hằng, tại vì ổng không có phân biệt được cái đầu. Nhưng mà Hằng không bao giờ dạy ổng cái bậy, chưa bao giờ dạy ổng cái gì bậy, hỏi ổng đi, chưa bao giờ dạy nói phải nói bậy với người đó hay nói bậy như kia, không. Tánh của Hằng cho dù có ghét ai cỡ nào đi chăng nữa, nhưng mình vẫn làm đúng với những cái gì mình đang làm. Cho nên nếu mà không có mấy chị mà đảo qua sớt lại thì cuộc đời ông Mía giờ có hôm lét không. Đầu tiên là bà Linh, nếu bà Linh mà không có làm nông làm nã đi rước ổng về thì ổng có ngày hôm nay không. Ổng đi ngoài đường kệ ổng, ổng đi chừng 3 ngày 4 ngày à là ổng cũng chạy về Hằng thôi. Mình đã hiểu ổng vậy rồi. Cái bắt đầu bà Linh nhào đi xốp ổng, ghinh ổng về. Ghinh ổng về xong á, có giữ ổng được không? Rồi bắt ổng phải lấy tiền từ Hằng lại đồ tùm lum hết trơn. Kêu ổng phải đi lấy tiền, Hằng đi giao tiền có bà Linh. Bà Linh là người nhận 3.000 đồng có trước mặt ông Mía. Đưa hết, bà Linh á điện cho Hằng, đưa hết giấy tờ quốc tịch này kia nọ cho ổng. Đó, ủa, giấy tờ cho dù ổng có đi đâu đi chăng nữa, nhưng cái giấy tờ của ổng giữ ở nhà Hằng có mất không? Lấy xong rồi bây giờ để cho ổng quải gì, lỡ cái vỏ mất thì sao? Mấy chị có lo cho ổng không? Mấy chị đem về để mấy chị làm những cái gì riêng tư của mấy chị thôi. Làm xong mấy chị thấy không được là mấy chị đá những người vô gia cư ra đường. Tôi không có muốn nói những chuyện này. Mình đi giúp người ta, mình phải làm hết cái lòng mình đi, trừ khi người ta không muốn để mình giúp. Tại sao ổng có thể ở nhà Hằng được 3 năm trời? Tại vì mình cho ổng cái tình thương, mình chịu đựng được ổng. Tại sao tôi chịu đựng được ổng? Nhưng mặc dù ổng quải vỏ ổng đi ra đường là cái chuyện đó của ổng, ổng hay đi như vậy. Nhưng 3 ngày, 4 ngày đi cho đã rồi cũng quay về nhà. Nếu mấy chị không tài lanh lôi ổng đi lên xe, lôi về nhà đồ bày chuyện này chuyện nọ, bây giờ ổng vẫn ở nhà tôi cho ổng đi homeless không? Phải mấy chị là người hại mấy ổng không? Mấy chị đều có con hết, cho nên cái gì cũng phải để cái đức cho con cái, cái đó là thật hết trơn. Đây giờ có cuộc dục ở ngoài đường, thấy không? Thí dụ giờ tôi bắt ổng về nữa cho ổng ở đi, rồi cái bắt đầu mấy chị lại muốn hại tôi nữa là mấy chị dụ ổng tiếp rồi sao? Rồi bây giờ giấy tờ giữ gì đây đó ha, Mía Huỳnh? Rồi giữ gì là không có để mất cái ba lô, mất giấy tờ quốc tịch nha, chưa đi là mong ba lô đi chứ không có để ở. Tại vì mất giấy tờ là khó làm dữ lắm, làm một lần khó lắm, cho nên giấy tờ là phải giữ rất là kỹ. Trời ơi, tôi nói bà vậy, nói nhiều khi nha. Rồi, nhiều người này uống một hơi viên thuốc ngủ cho rồi. Không ngủ gì, anh chết phải không? Có sẵn rồi. Đang ngủ, bác sĩ có cho thuốc hết trơn, thuốc uống an thần đó chứ thuốc ngủ gì. Mà không có chịu uống. Rồi bây giờ rốt cuộc cốt khỉ cũng quần cốt khỉ. Hết người này người kia cứ bắt ổng đảo qua đảo lại, bỏ vô nhà này nhà kia 5-10 bữa nửa tháng. Cái để đặng quay phim lên mạng cho suối chửi tầm bay tầm bạ Hằng Kali, xong rồi thấy không đi ra được. Nhiều người ganh tị á, người ta không có làm được như vậy á, đã ganh tị á. Cái rốt cuộc cũng thấy không ở ngoài được. Ông ở với tôi 3 năm trời trong nhà đó. Chứ dù ổng có khùng khùng, lâu lâu ổng quải vỏ ông đi 3-4 ngày ổng cũng đi về nhà. Cái mấy bà nội kia cái bắt đầu bắt ổng vô nhà, bắt đầu bày giả bộ cho ở, bắt đầu bày nói xấu Hằng Kali. Đó, rồi xong, lợi dụng xong được, thấy lợi dụng không làm gì hại được Hằng Kali, dục ổng ra đường tiếp. Mà hết con này tới con nọ làm vậy đó. Hỏi mấy chị bà nào cũng có con cái hết trơn á, mình làm sao mình không đi làm điều nhân đức một chút. Làm điều nhân đức là mình không cần lên mạng mình khẩu nghiệp, không cần chửi người ta. Làm những điều nhân đức nè, giúp đỡ những người gì nè, nếu mà chịu đựng ổng, giúp đỡ được ổng, cho ổng hết cái tình thương đi, thì ổng vẫn được ở trong ngôi nhà của mình. Cái đó là giúp, nhưng mấy chị muốn lợi dụng ổng để làm những cái gì cho mấy chị thôi. Mà lợi dụng không được cái là đạp ổng ra được, thấy không? Rồi bây giờ ổng lại lang thang ngoài đường. Lang thang ở trong một tí cũng được rồi. Chứ hồi lúc trước nếu mà ổng còn ở với Hằng là gia đình chịu nhận cho về Việt Nam chơi lần 6 tháng. Tại gia đình nói nếu còn có chị Hằng thì mới dám cho ổng về, còn không có chị Hằng không dám. Tại vì có chị Hằng là cho chơi 6 tháng thôi, rồi trở ngược về Mỹ là có chị Hằng bảo bọc rồi thì mới dám cho. Còn bây giờ là đâu có ai bảo bọc, người ta sợ về ổng nằm lì, bển ổng chịu đi ngoài lại qua đây, rồi bển ta nuôi không nổi, người ta không chịu nhận nuôi không nổi xuống biển thì đó.
chứ mà thật sự ổng còn ở với nhà hàng á, là lâu lâu ổng được về Việt Nam chơi 6 tháng lận gia đình mới chịu nhận. Còn bây giờ ổng đi khỏi hàng rồi, gia đình mới dám nhận. Mà ngày hai chân cơm ăn được rồi, kiếm được cá là, đủ rồi. Phải là mấy cái bà nhiều chuyện ở đây, ba bốn bà mà hai ông biết không? Lúc thì gì nào là bà Linh, bà Trang, rồi con Nhi gì đó. Rồi nhiều bà lắm mà gốt cuộc cứ lấy cái tên Hằng Kali nói về đề tài người homeless người này kia mà toàn là hại homeless không à. Tại vì muốn hại Hằng mà hại cái gì? Luật pháp nào? Ngày xưa ở Việt Nam là cũng ở nhà không có tốn tiền đúng không? Ừ. Trừ là bởi vì Việt Nam mà ở là phải tốn tiền. Tốn cái gì? Tốn tiền trả tiền nhà. Nhưng mà nếu Hằng Kali còn lãnh anh á thì ở nhà mới dám lãnh anh. Còn bây giờ anh đi khỏi Hằng Kali bên nhà anh cũng không ai dám lãnh anh luôn. Người ta nói với Hằng mà. Đó. Lạ cái gì? Tại anh đi nghe lời mấy con đó tầm bậy làm chi? Bà Linh vớt lên xe cái đi theo bả theo chăm chăm luôn, bả bày cái gì nói cái gì nghe cái nấy, xong cái lấy tiền xong rồi bả đá ra ngoài đường. Trừ xuống mới nữa. À. Mở ngoài đời hoài mình phải biết không chứ. Giờ biết không chưa? Biết rồi 3.000 đồng bạc rốt cuộc đưa cho ai ăn hết? Đó cũng hổ nữa. Hổ nữa. Cũng hổ. Tiền đó là tiền của Hằng để dành cho anh. Anh ở nhà Hằng nè, tiền thuốc tem Hằng đi chợ xong Hằng còn đưa cho lại ổng xài nữa. Yeah. Rồi Hằng để dành cho ổng có tiền đi ra cho người ta ăn hết. Được 3.000 đồng bạc. Mà đi về Việt Nam cái chuyến đi về chơi tôi bao ổng hết 3.000 đồng, ổng không tốn cắt, ổng có tiền nhưng mà tôi không có cho ổng xài tiền ổng. Tất cả tôi lo hết, hỏi có ai vậy không? Cho nên tôi nói tôi làm những gì đúng có ông trời trên ngó chân. Mình nuôi ổng, mình dẫn ổng về Việt Nam chơi không tốn cắt bạc, mình lo hết tất cả. Để cho xong cho rồi á. Ổng còn dư tiền nữa. Nếu mà ông muốn ông mà đi ra ông lấy ông cho mấy đứa đó dụ ăn hết tiền của ổng. Rồi bây giờ vậy đây hỏi tức không? Mấy đứa ở Việt Nam à? Mấy đứa ở đây nè, mấy con quỷ ở đây nè, làm YouTube á, lấy cái tên của Hằng rồi để giống như là mượn những người nè, dụ những người vô gia cư á, để hại Hằng này kia nọ vậy đó. Mà sao mà hại đâu có được cái gì đâu, cái nó dục ổng ra ngoài được. Nó lợi dụng nó hại ổng, hại lợi dụng ổng để hại mình. Nhưng hại mình không có được, cái nó dục ổng lại ra ngoài được. Chứ nếu nó thương ổng thì nó giúp ổng rồi, chứ nó đâu dục ra được. Ở Việt Nam là để chi store nè, mà thấy Việt Nam cũng có ở nhà nè, có tật không đó. Tắm nè, để tật gần sức dầu xanh nè, tật không chịu thay quần nè, mặc quần xì chỉ cái thay đổi, tôi có đưa 10 cái cũng không chịu mặc, nhớ là tôi có đưa 10 đôi cũng không nhất định đôi thay đôi đổi, mua quần dữ quá thế ổng nói tôi dữ, cái ổng nói ổng có hai cái quần à, ổng đi nói với người ta, tôi tức quá tôi dẫn ra thay gạt, tôi nói rồi tôi đứng đây lựa đi, muốn lựa 10 cái cũng được tôi trả tiền. Đi vô mua đồ mới, lựa xong về xách cho thiện hết, không bận, nói điên không? Đó, nhiều cái vậy á. Mà tôi vẫn chịu đựng ổng được 3 năm trời. Nếu mà ổng lâu lâu ổng khùng, ổng đi vài bữa ổng cũng trở về à. Mà không có mấy con kia thì bây giờ cuộc đời ổng đâu có hôm lát. Không có mấy con quậy đó, giờ ổng vẫn còn ở với tôi rồi. Đi ra cho ổng ném mùi. Thì đó giờ ném mùi rồi đó. Ném mùi mình mới biết không chứ không ném mùi sao biết không à, đó, đó. 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 Ném mùi phải biết không chứ. Chứ bây giờ ăn mùi. Ở trong nhà xưa nếu quá. Nếu mình không ném mùi quá là coi như mình đâu có biết không đâu. Ừ. Còn bây giờ mà muốn về Việt Nam có bộ khó à nha. Giờ không có lãnh. Khi nào mà có tiếng bà Hằng á thì bên Việt Nam mới lãnh. Khó có cơ hội về. Khi nào có Hằng gửi á, Hằng gửi thôi bên nhận giùm đi. Thì có thể là bển nhận. Còn mà Hằng không lên tiếng gửi tiếng là bển không có nhận. Bây giờ khó rồi. Khó rồi. Ở đâu kiếm được mấy ngàn gì ở giờ rồi. Tiền đâu nữa phải không, có 3.000 đồng bạc thay vì đợt đó tôi nói bển nó nói anh Cần ơi bây giờ ông mía là tôi giữ cho ông mía để dành được 3.000 thôi, bây giờ cho ông về bển chơi 6 tháng đi rồi ông cầm tiền nó về bển nuôi ổng. Thì thí dụ đợt đó đừng có đi theo bà Linh là tôi gửi đem về Việt Nam chơi bển được rồi, mà đi theo cái bà kia xong mấy tháng bà đá ra đường. Hết tiền bà đá ra đường. Nghe lời người ta chứ không thôi rồi ha. Bây giờ ai lo cho bây giờ tôi nè, mai mốt đi Việt Nam nè, đi theo nữa không? Không theo nữa. Không theo nữa, tiền đâu theo. Mỗi lần Hằng đi Hằng cũng mua vé cho ổng, Hằng lo ổng hết mà, ổng đâu có mua gì đâu, lo hết á. Đi rồi, rồi đem về ngoài Đà Nẵng rồi cũng lo. Dùng mía Việt Nam mía xuống dưới đi mò cá bán đi ra biển Mỹ Khê đó, mấy cái anh kéo lưới rồi kiếm mà kéo lưới ra lâu đợi để kiếm mấy con cá vàng được. Rồi lo đẻ nó đi. Lo đẻ kiếm mấy con cá vàng. Đó, ok, mai mốt tôi về Việt Nam nè. Nếu mà muốn về tôi hỏi bên gia đình coi nhận không thì tôi dẫn về cho. Nha.
rồi về nó mất công đi biển trả tiền lại cho thằng nó phiền lắm á. Cái gì đi biển trả tiền? Tôi đâu có đòi tiền ông hồi nào đâu trả. Con biết rồi mà về ông nên nhớ con thằng này ở dưới giờ khi đã nói cho ai rồi không bao giờ đòi. Khi đã nói cái gì cho, khi đã nói cái gì giúp người ta, cái bản lãnh nó vậy. Tôi đói thà là tôi đói cũng được, nhưng mà cái lời nói của tôi rồi tôi không bao giờ rút lại. Cái đó là thật. Mặc dù tôi không có tiền đủ mà tôi hứa tôi mua vé cho anh là tôi chấp nhận mọi giá tôi mua vé cho anh, chứ tôi không bao giờ đòi. Mấy ông nói là để cho vui, cho biết cho vui thôi, là để cho anh hiểu là anh đừng có nghe lời người khác, mình phải phân biệt. Ở ngoài có gì ở ngoài không? Có cà phê đồ vậy thôi. Lát cà phê đi nhà máy lấy không? Cà phê ngoài anh chút ra cho. Lát đi. Để tôi xuống chút nữa xuống hoàng cái đã. Hồi có mua cà phê gì uống mà không kêu xin. Đi lại xe chị Hằng lấy kìa, lấy rồi. Ra tôi cho. Để ngồi đi quan hoàng xong rồi ra tôi cho. Rồi mấy người qua phim phải cho lại nè. Cho gì? Cho tiền lại. Đi học theo mấy nhỏ dưới đó đó. Cho lại 10 đồng đi cho rồi cho đàn không. Đi học theo mấy nhỏ đã bày á. Quay phim phải cho tiền đồ á, mà đó cái tập cũng vậy là đó. Tùy ý người ta cho chứ. Đâu có bắt buộc. Thì bởi vậy mới nói đúng cái đầu ổng bị mấy đứa nó nhồi sợ. Tùy ý nhưng mà đôi lúc biết sao không mà mình nói. Bây giờ là đừng có nghĩ là quay phim cho tiền. Không phải vậy. Giống như là những cái cục quay phim á. Ê nè, nó bày anh á, nó bày anh làm YouTube, nó lấy cái tên của anh nó bỏ trên mạng đó, mai mốt nó làm tầm bậy. Là đấy. Người ta bắt anh á, chứ anh không nói đó. Nói nó phải lấy xuống. Đó đó. Nói là không có được lấy tên tôi nữa. Tuổi của ổng mà tối ngày cái để vậy giờ giúp cuộc cho người ta cho tiền vô cái thẻ đó. Đúng rồi. Rồi người ta lấy tiền anh đó rồi. Rồi có bất cứ chuyện gì cái lôi đầu anh ra. Lôi đầu anh nha. Bởi giờ trong cái nhà băng ốp BRG có 28 đồng, 25 đồng. Bây giờ nè mọi người. Cái con Nhi gì đó nó lấy cái tên của ổng, nó làm YouTube Miếu Quỳnh chứ không phải của ổng đâu nha. Rồi nó tự quay phim của ổng hay gì nó đăng lên là đó, có thể nó lừa đảo tiền Mạnh Thường Quân. Thì nhiều khi người ta tưởng cái đó của ông Mía. Đúng rồi. Cái người ta gửi tiền cho người ta cho ông Mía nhưng mà đâu phải. Đúng phải. Cho nên là đúng nó rồi. Lừa đảo, mọi người phải cảnh giác tất cả. Chứ ông Mía nào mà biết làm YouTube, rồi ông Mía nào có cái phone để quay phim làm YouTube. Đó. Mà nó lợi dụng ổng, nó đây nó bắt ổng đem về dưới bao nhiêu ngày. Rồi nó dùng tên ổng. Rồi bữa hổm á, con anh Lý gọi, con anh Lý nói nếu không gỡ xuống là thưa đó. Cái nó hỏi con anh Lý là ai. Nó hỏi mày là ai, mày có quyền nói. Con Lý nói tôi là cháu ổng nào có quyền chưa. Đó mà nó không chịu gỡ xuống là người ta thưa thiệt, thưa ra tòa đó. Thưa ra tòa vụ gì, thưa ra tòa tại sao ông này ông ra ông nói tôi đâu có mở kênh YouTube. Vậy người ta hỏi tại sao mày mở, mày lấy tên nó, vậy là mày dùng tên nó lừa đảo đúng không. Nếu cái kênh đó mà không lấy xuống á, là cái đó là gia đình anh Mía thưa thiệt luôn á. Nha. Anh Mía cũng có quyền thưa nữa chứ không phải gia đình anh Mía. Thí dụ bây giờ nè, anh Mía đi lên tòa để thí dụ nói với anh Lý, con nhỏ con anh Lý nó đi xuống nó giúp anh Mía dẫn lên tòa để lấy cái đơn và ghi vô cái tên nhỏ đó làm cái kênh YouTube vậy, nó đừng có chối. Nếu trừ ra bây giờ nó phải gỡ cái kênh đó nó dục xuống, còn không ở đây nhiều người download những cái phim anh Mía xuống rồi, cái bằng chứng rồi mà nó chối không có là không được nha. Không có lợi dụng người vô gia cư, mình giúp người ta mình phải giúp bằng cái lòng. Còn cái đó là đang lợi dụng ổng là làm chuyện bậy chuyện bạ không à, giúp cái gì. Nếu giúp vậy tại sao không chịu đựng ổng? Không chịu đựng ổng mà để mà nuôi ổng đi. Tại sao ổng có thể ở với Hằng được 3 năm mà tại vì có mấy chị đi vô phá quấy ổng đặng để cho ổng ở ngoài đường. Chứ đâu phải là ổng đi ra khỏi nhà Hằng. Ổng đi chơi thôi, quả giỏ cứ đi lòng vòng vậy đó, là mấy ngày là quả giỏ về. Nếu mà không có mấy chị á involve vô phá cuộc đời ổng, ổng có cơm ăn áo mặc, ổng có nhà cửa mà ở chứ ổng đi hôm lép vậy hả? Rồi mấy chị ác không? Đó, rồi bây giờ lôi ổng về đó làm YouTube mấy ngày, vài bữa nó xuống nó lôi xuống rồi đặng nó dặn nó dạy cho làm YouTube nữa. Thôi rồi, thấy trời không lôi nữa, tại vì mình không biết cái chỗ mà bấm cái click YouTube vô trong cái phone của mình. Bây giờ anh nói nè, nói về kênh YouTube tôi phải không? Đưa đây, đưa password đây chờ để đó. Tôi vô kênh, nói đi. Đây có cái kênh YouTube. Có không? Có cái kênh. Có YouTube để delete bỏ. Delete bỏ. Có để Hằng delete bỏ. Đây ông Lý gọi lại nè, ông Lý gọi lại nè, để ông Lý nói chuyện này để thưa luôn nè. Đó, anh Lý rồi ông Mía nè, nói chuyện với ông Mía nãy giờ nói cái vụ con nhỏ nào bày làm kênh YouTube á để nó quyên góp tiền đó chứ ổng đâu có đâu. Yến Nhi rồi bây giờ chỉ kêu coi kêu nếu kiểu đó anh Mía kêu nó gỡ không gỡ là có quyền thưa nó đó.
kênh YouTube nó nằm đây. À, nó có nằm trong cái phone của anh Mía không? À, có cái phone TCL nó mất rồi, nhưng mà mất rồi vậy là sao giờ con nhỏ kia cái giữ? Kênh YouTube nằm đây, đó cái số nó. Mía quên kênh YouTube nằm đây ha. Đó mấy cái giữ cái đó được rồi. Rồi bỏ. À bây giờ cái này đi... bỏ luôn rồi, đâu có vô trong nửa okay, trời. Ok, rồi ok, vậy là để đó thằng về mà đúng nha, ông nói là nó ghi đúng vậy nha, à, mà nếu rồi. Mà thằng vô không đúng á là nó xạo. Thằng vô để thằng delete cái kênh nó bỏ. Tại vì như vậy nè, nó lỡ nó vô kênh nó cứ đa quay nó đăng lên, cái người ta tưởng ông Mía tội nghiệp quá, người ta cho tiền gọi tới cho tiền ông Mía hay là nó làm cái account cho tiền. Đâu phải. Tụi nó ăn hết chứ ông Mía lấy hồi nào. Cho nên là cái vấn đề này nó lừa gạt. Rồi anh Mía để lại đây để thằng chụp hình lại đây. Kênh YouTube đó. Cho nên là kênh YouTube thì nằm đây. Đây đưa cái phone của ông công quân đưa tôi chụp. Nếu mà không ông biết. Nhắn ông Minh. Kênh YouTube. Thế đó, đây kìa. Nghe anh Lý nói kìa, nghe anh Lý nói cái đánh ba trời ba đất ưa cái này. Ở Việt Nam ở đâu? Bây giờ chơi ví dụ Sài Gòn á, chợ lớn ai bấm chụp hình đó. Nó tiếng rồi, chợ lớn. Nghe anh Lý nói. Đúng rồi, mình lòng cho chứ mình lòng với mình cho chỉ rồi. Nhưng mà mình quên. Hiểu chưa anh Lý nói nghe, hiểu chưa? Hiểu rồi. Rồi từng tới ông Lý, anh Lý đi sang xe á, kiếm ông á. Đó, nãy giờ em nói nè, em nói nếu như mà nó làm kênh YouTube như vậy, cái người ta thấy, người ta tưởng của ông Mía thấy tội nghiệp quá. Nhưng mà nó làm một cái account nào đó, thí dụ người ta... Người ta không biết ông Đông ai, cũng vô nhiều nữa. Ừ, đó. Đúng rồi, biết rồi. Mà nếu ông Mía chơi vô đây là Lý nó ngay rồi, đúng rồi. À. Bây giờ anh Lý, bà tôi thì ổng không có biết. Bây giờ kêu con gì á? Kêu ông Thảo. Nói chuyện với nó, nếu nó không gỡ xuống á, thưa nó. Ông Mía thưa nó. Tại vì cái này là ông Mía có quyền thưa, nó tôi đâu có làm đâu, nó mở nó làm mà. Đó. Cái này hằng nói thiệt ha, hằng không có sợ, nói quay phim luôn á. Tại vì cái này tụi nó nếu mà không có tụi nó, anh Mía không có ngày hôm lát hôm nay. Tại vì anh Mía lâu nay á cứ giận là anh Mía xách cái gói đi 2-3 ngày là anh Mía cũng trở về. Khi anh Mía xách gói đi cái nó canh nó bắt ông Mía lên xe cho uống bia cái nó dụ. Dụ đem về để lợi dụng hại hằng. Chứ mà nếu mà không có cái tụi mấy cái con nhỏ này với mấy cái đứa đó làm sao mà anh Mía đi homeless. Ê mà chứ tôi nghe nó nói là ô ăn xịt tò anh Mía ăn đi mua thêm da nó đừng ăn cái gì. Xạo không, nó giả bộ để nó quay phim không à. Ông Mía mà ăn thịt gì, nhà tôi là đồ ăn tràn họng luôn. Nhưng mà tại ổng không bao giờ ổng ăn, tối ngày ăn cơm cá mòi, cá hộp, thịt hộp, ổng ăn mấy cái gì khổ khổ không à. Hỏi ông coi, nhà tủ lạnh đồ ăn ai muốn ăn gì ăn. Nó xạo, tụi nó cứ xạo làm phim không à. Đó rồi. Đồ cứng cứng đưa ra đâu giống ăn đâu. Lấy cái YouTube xuống. Kênh YouTube. Kênh YouTube nó đi quanh hắn cũng chạy tới chạy lui. Lấy kênh YouTube xuống thì người ta lấy, khi mà người ta mất thì đôi lúc cái kênh YouTube nó bị lô lực hay là không bị ai. Anh nói nó lấy xuống, nếu không lấy xuống là tôi thua. Lấy đây có tôi nó làm nó lấy tiền thôi, tôi không có tôi biết trong đó hết trơn hết, bây giờ chờ lấy xuống cho tôi bây giờ. Kênh YouTube đó. À, cái phone mà TCL á. Mất rồi, người ta lấy rồi. Ông Quang hả? Bởi cho nên xin cái phone khóc bị cái phone khóc cái phone này cũng hư luôn nè. Thì xin Obama hả? Xin Obama. Xin Obama. Con bị cái gì thấp lấy cái bi đó, cái thấp lấy bi nè, bây giờ chị xin lại cái phone nhỏ nè. Màu tím á. Cho nên chắc phải đi mua một cái cho mà. Coi gì đồ hết rồi, coi vô YouTube coi không được nè. Chắc mua một cái. Đi làm phone chính phủ. Mua một cái năm rồi. Chị mua bao nhiêu cái rồi, gửi đâu hết rồi. Đó, một cái. Ví dụ mà cái phone của mình thì bỏ trong túi sao để đâu mà mất hay vậy. Bỏ vô trong thư viện á,
lâu lâu cũng quay nè, mình cũng nhớ mà. Chứ đâu có nhớ hoài nhớ đó, đi rồi. Bỏ vô chặt rồi cũng mất chặt, à chặt á, chặt phone ở trong thư viện. Ừ. Đâu có phải. Sao với bạn nha, mình mua cái dây đeo cổ, chặt đeo cổ luôn. À, mua cái dây chọt cái đeo lên cổ. Ừ, đúng rồi. Đúng rồi, mắt mở kiểu đó. Đây nè, bây giờ có cái cọng dây chặt này nè, cái gì đó. Số đó, số lo, số lo chọt đó mà không vô mà không có ấy. Người nó à. À, con đi, con không có bứt mấy cái lá của trường poison oak ngứa nha. Có bứt lá gì không? Không có bứt lá cây gì hết nha. Mấy cái lá poison oak là nó ngứa lỡ tay đó. Ok, thank you anh. Rồi, rồi. Ok anh Lễ. Nghe chưa mía, ok chưa, nghe lời đâu đâu, okay. Không có bây giờ từ này về tao ai, sao đúng có gì tụi mình cũng không nghe hết. Ok, biết rồi. Ok. Ok. Cuộc sống của mình đủ sống là ok rồi, không có đục phạm đại tên nữa, ok, ai cho, ai cái làm cho rồi, ok. Ok rồi. Chứ không có theo tụi nó suối okay, cái gì rồi hết trơn. Nghe người ta uống là vui vui vui, uống cho bia vô. À. Từ nghe. Có, ông bia ở đây rồi duyên ngủ thôi chứ không nói chuyện gì. Ở một chạy uống ý, lâu hay lâu ngủ à. Đúng rồi. Ừ. Đôi lúc có bình thường cũng có không bình thường có, mình đâu có biết được. Khi mình phải ấy chứ, đúng rồi. Mình phải biết phân biệt và tự làm chủ bản thân chứ không có nghe lời người khác. Nếu nghe là mình phân biệt, ồ cái người đó đang nói đúng hay nói sai, ờ tốt hay không. Dạ. Cái bà chi đó, cái bà chi bà hàng tới đó, anh hàng tới là anh tới cũng khóa vô cho đoạn mua đồ cho ba cái xe. Đó, đúng rồi đó. Mới xin được tiền với em hơi rồi. Mẹ thấy hàng là nó phá hả? Đi rồi đó. Kéo cổ đi rồi, nó thằng như chuyện tiền chia mình lâu lâu. Ủa lấy tiền chia của anh xong nó kéo cổ anh đi. Để mua phút em. Tiền chia đã có hai tháng đi qua nó. Rồi phút em của anh ai lấy? Phút em thì có. Mua đoạn gì đây nè. Ờ anh mua hả? Chứ không phải anh đưa cho tụi nó lấy đi chợ hả? Mình đi chợ mua đoạn ở chung quanh ở đây, ở đây thôi chứ không có. Ừ. Giống như là mình ở trại đúng không? Ừ. Mình để thủ đồ đó, lỡ mà mình vô trong đó mà không có đoạn ngày hai ngày á thì mình ra đây mình nấu mình ăn, đúng không? Ừ. Đó thì chung ví dụ thì nói vậy như mà những người mà cái lều không có vàng ấy. Ừ. Bây giờ họ không cho ăn hai ngày. Ông nó ổng kiếm cái gì ổng ăn đó. Nói gì không hiểu luôn. Ờ, thì giống như là trong đó cái trại của ổng mà ổng không có gì ở trong đó, không có đồ ăn ở trong đó. Ý ông nói người ta không có ăn á, ổng cho. À, mua về chữ vậy đó, đang để có thì đó, cho người ta. Đó, người ta không có, mình mới chữ là để cho họ. Để cho họ ăn. Đó, lo chuyện bá tánh. Chính phủ. Lo chuyện bá tánh. Chính phủ đang lo chuyện bá tánh. Ờ, chính phủ này mà chính à, chính quyền không cho không à, không cái đó là chính phủ đây, chính phủ đang lo chuyện phá tan, chính phủ sợ người ta không có ăn ra, thì mua để sẵn không, không lộn gì được hết trơn á, đúng không? À, có lộn gì ờ, chính quyền mà không đưa ra là coi như là mà chính phủ cũng chết thôi à. Hạn chế cái phone đó, phone nó mất rồi mà bỏ cho anh đi hổ rồi. Rồi trừ xin cái nữa gì cũng bị hư nữa nè, cái này hư luôn á. Phone chính phủ đó, nó bị hư. Không phải phone chính phủ mỗi ngày mình phải gọi ra một lần. Đó, có phone chứ, phone ở đây nè, ở đây. Ờ đúng rồi, mình không gọi là nó cắt. Hai người đây ở đây phone mà. Mình không gọi là nó cắt. Mà cái sim nó cái sim nó không bị mà cái phone nó bị. Ồ, cái phone nó giống như là không có. Bị hư á. Hư. Vậy hả? Anh nói vậy đó. Ok. Ừ. Ở sau thư viện là được rồi, vô ra thư viện gì? Hỏi thằng mía, ra thư viện hỏi thằng mía là ai cũng biết chứ. Thư viện nha. Mấy người đi đâu? Đò sợ mà đi qua YouTube mấy người nó không biết. Ở ở đây cũng ờ không gặp, tại vì giống như ở tiệm bánh mì đồ vậy đó, ổng đâu gặp ở đâu đâu. Thì bây giờ anh cứ xuống là anh thư viện, cái anh đi vô thẳng vô con suối là gặp ổng à. Đó ở thư viện không á, không đi chỗ nào hết đó. Đi ra thư viện ngồi chơi hay là vô chật phone thôi chứ không có gì hết.
Rồi nghe rồi. Ok rồi 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 rồi. Cũng dùng cũng vì miếng ăn miếng uống đó mà không bị nhiều chuyện như vậy. Ok. Ông nói cũng vì miếng ăn ham ăn ham uống người ta dụ đó mới bị nhiều chuyện vậy đó. Bây giờ ok mình sẽ sorry đi rồi. Ok. Ok em sorry. Sorry ai? Sorry. Sorry hàng ok. Sorry hàng rồi. Sorry hàng nhìn vô thẳng ở đây sorry với bà con. À. Hàng Cali. À sorry hàng Cali đấy ha. Trời mà nói gì chứ hằng đâu có giận ổng. Nếu giận lâu nay hằng xuống hằng gặp ổng hằng không ngó rồi. Thấy cái mặt ổng không có giận nữa. Mình biết là ổng khùng tại. Chứ ông ở mấy năm trời với mình đương nhiên mình hiểu cái tánh ổng khùng khùng như vậy thì cái kiểu ai cho uống chai bia vô là kêu là nghe lời hết trơn à. Đó mà khi gặp hằng á là cái mặt như con mèo lại à. Nó như vậy đó. Cho nên là thấy tội đó nghiệp mà. Mình đâu chứ nếu mà em giận là em bỏ rồi em đâu có ngó không đâu mà đâu có giận. Ok đó rồi. Ok anh cảm ơn nhiều. Rồi ok anh Lý. Dạ. Rồi dạ ba anh Lý. Bye. Ok rồi. Rồi ba anh Lý bye. Đi em cái rồi đó mà phải chở tiền cho ông. Bữa kia tại anh Lý gọi hàng, anh Lý nói gửi cho nó 50 đi. Rồi xong á anh Lý nói ờ đó đó vậy đó. Cái con nào đó bây giờ làm vô thức bữa đó con bé Thảo gọi bé Thảo nói là gia đình tao á của cậu tao á mày không gỡ xuống á tao thua á đó là anh Lý không nói là nói với anh mía nếu mà nó không gỡ là nó dùng cái kênh đó cái tên của anh mía lỡ nó quay phim nó đi xin tiền nó làm tầm bậy tầm bạ là người ta cũng tưởng anh mía người ta gửi vô người ta cho chứ đâu phải là người ta cho nó người ta cho mà anh mía đâu mà nó nắm cái kênh đó nó nói chuyện nó tiếp xúc nó quay phim nó bỏ vô. Anh mía không có biết gì hết cho nên là ông mía phải điện nói nó phải lấy cái kênh xuống nghe chưa à? À, anh Thành ơi trời ơi bữa nay em chở anh gậy cá thì đó hả rồi cá thì mấy bữa nữa đó đi xuống thì với ổng lại hả à? Nay chở anh gậy cá thì rồi quay lại kìa hồi xưa thì cá thì bây giờ cá thì nữa ê bữa nay em chở anh gậy cá thì rồi hả chú cha bữa nay